Ok, sau khi đã chế xong thì mời anh em nghe không dây qua giải mã Bluetooth. Một con đài cổ ngày xưa bị mạch biệc nó hơi chập chạp, cho nên em chế lại cái mạch Bluetooth luôn. Nghe chủ yếu là chơi trưng bày, chơi trưng bày mà nghe loa toàn giải, vẫn có audio in out đầy đủ. Quá hay, chơi trưng bày là chính, vẫn nghe được Bluetooth không dây radio, quản lý qua app luôn. Đấy. Đây, cắm điện là chơi thôi. Anh em nhớ theo dõi kênh Sơn Loa Audio nha. Rồi, xin cảm ơn anh em. Nghe test thế là đủ rồi. Đấy nha. Con đài này ấy, nói luôn với anh em là nó là ngày xưa một con đài cổ ngày xưa của Đức, nó là chơi bóng bán dẫn, à, chơi bóng đèn. Nhưng mà hỏng luôn. Mạch việc lâu ngày đã ù xì linh ta linh tinh nói bỏ. Chế con mạch Bluetooth vào làm đôi loa toàn giải để nghe, vừa chơi vừa trưng là chính. Trưng bày là chính, kiểu cổ điển. Đấy. Nói cho anh em rõ nhá. Rất hay. Nghe cái mạch giải mã này rất hay. Tí tách luôn mà đặc biệt nghe đôi toàn giải nữa. Ngon bổ rẻ. Chủ yếu là cái bộ khung này để về trưng bày thôi. Đây là bài Nỗi buồn đêm đông. Rồi, xin cảm ơn.